Cây hoa nhài phong thủy hợp mệnh gì, tuổi nào? Cây hoa nhài khi ra hoa có màu trắng nên xét theo sắc tố trong tử vi và phong thủy thì cây nhài là cây có màu đặc trưng là màu trắng. Màu ứng với mệnh kim nên cây hoa nhài sẽ là cây có thuộc hành kim. Theo ngũ hành thì kim sinh thủy, thổ sinh kim, kim khắc mộc và hỏa khắc kim. Do đó, cây hoa nhài sẽ là cây hợp với người mệnh kim và mệnh thủy, không hợp với người mệnh thổ và mệnh mộc.